Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra kế hoạch thực hiện cấm xe máy tại các quận nội thành sau năm 2025 để giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch từng được đưa ra trước đó. Kế hoạch này ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của người dân thủ đô và câu hỏi mà nhiều người đặt ra nhất trong thời điểm hiện tại đó là phương tiện nào sẽ thay thế xe máy khi kế hoạch này đi vào thực tiễn bởi đang có tới 5,6 triệu người sử dụng xe máy để đi lại. Năm 2017, Hà Nội cũng từng đặt ra mục tiêu hạn chế xe máy sau năm 2030, với cuộc khảo sát có kết quả lên tới 90% người dân đồng tình với đề xuất cấm xe máy trong nội đô. 4 năm sau, Hà Nội lại tiếp tục đặt ra mục tiêu hạn chế xe máy, nhưng với một kế hoạch táo bạo hơn, đó là sau năm 2025. Và lần này thì không biết sẽ có một kết quả khảo sát nào nữa hay không. Thế nhưng đây chính là cảm nhận của người dân khi được hỏi về đề xuất này. Ngõ nhỏ bây giờ ở Hà Nội, bây giờ ô tô thì không đi vào được. Cho nên là người dân người ta thường xuyên bằng đi bằng cái phương tiện bằng di chuyển xe máy. Rất là khó bởi vì phương tiện xe máy bây giờ nó là thông dụng của người dân. Thì đi lại rất là tiện, nhưng mà cấm thì rất là khó. Không đồng tình, đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người dân khi được hỏi về vấn đề này. Thế nhưng trong trường hợp buộc phải bỏ xe máy, thì loại hình vận tải nào sẽ thay thế hơn 5 triệu xe máy hiện tại? Xe taxi, quá xa xỉ cho một người dân có mức thu nhập trung bình. Xe buýt, loại hình vận tải công cộng chủ chốt, mang theo nhiều kỳ vọng và cũng lắm thất vọng dù được nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện, ưu đãi cho phát triển. Thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở khoảng 12-15% thị phần vận tải và thậm chí còn đang trên đà sụt giảm. Đường sắt đô thị đã đi vào hoạt động nhưng độc đạo một tuyến dài vỏn vẹn chỉ 13 km. Vậy cấm xe máy có phải là phương án khả thi? Thời hạn sớm hay muộn để thực hiện thành công cái giải pháp này ấy, tôi cho rằng nó phụ thuộc vào cái việc triển khai cái hoạt động giao thông công cộng đến đâu. Cứ thời điểm nào mà những cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố nó phát triển một cách đồng bộ và khi đấy thì chúng ta sẽ thực hiện được cái biện pháp là dùng các cái hành chính, các biện pháp mệnh lệnh, kinh tế để chúng ta cấm, chúng ta hạn chế. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu này là hoàn toàn chính xác và là xu thế chung của các đô thị lớn trên thế giới. Thế nhưng, nên áp dụng vào thời điểm nào và áp dụng như thế nào mới là lời giải mà chúng ta cần tìm. Hiện nay, chúng ta đã có những cái tuyến đường sắt trên cao kết nối đến bến xe Kim Mã rồi. Thì chúng ta có thể phát triển thật tốt cái giao thông công cộng dưới dạng là các cái loại xe buýt mà phát triển nhiều, dày đặc. Và từ đó chúng ta sẽ siết chặt lại công tác là hạn chế và tiến tới cấm các cái mô tô xe máy trong phạm vi hẹp. Hà Nội trước đây cũng từng đặt mục tiêu đến năm 2030, vận tải công cộng sẽ đạt từ 25-30% nhu cầu đi lại của người dân. Vậy khi cấm xe máy vào năm 2025, thì mục tiêu phấn đấu của vận tải công cộng cũng cần được đặt lại. Và nếu vận tải công cộng cán đích 30% sớm 5 năm đi chăng nữa, thì 70% nhu cầu còn lại sẽ phụ thuộc vào loại hình phương tiện nào? Đây cũng là một câu hỏi rất khó trả lời ở thời điểm này.